Hello, chào các bác nha. Đấy thì hôm nay bên shop tạm huấn về cái mẫu hàng mới, đó là cái ná cao su bác nhá. Đấy, gọi là ná cao su. Con này có cả tia laser luôn anh em nhá. Đấy, có cả tia laser luôn. Anh em về anh em lắp đặt vào nhá. Tia laser là giếc đây. Nói chung là cái này lắp đặt thì anh em cứ lên Zill Stud anh em gõ là lắp ná cao su là được. Đây. Đây là cái phần đây là cái phần ấy này anh em nhá. Đây là cái phần laser này. Còn đây là cái thân chính của nó này. Đấy, anh em lắp con laser vào đây. Lắp con laser vào đây cho nó anh em bắn như này. Đấy, cái này là cái quai của nó này, quai của nó anh em lắp vào đây. Đấy, đây là cái quai này. Đây lắp như này đây anh em. Lúc anh em cầm lên nó sẽ như này. Đó, và có con laser lắp vào là anh em sử dụng thôi. Nó rất là ngon lành luôn. Đấy, con này thì bao gồm là một súng này, một laser này, một túi đạn và hai cái dây ná như này. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 250k. 250k bao ship anh em nhá. Đó, 250k bao ship. Còn lại nếu anh em nào mua thêm thì một túi đạn như này cộng với lại 5 cái dây nữa là tính là 300 anh em nhá. Đấy, thêm 50.000 nữa cho mình. Đấy, một túi đạn như này cộng với lại 50 cái dây nữa. À 5 cái dây nữa, một túi đạn cộng 5 dây là thêm cho em 50.000 nữa. Đấy, tổng sẽ là 300.000 anh em nhá. Đấy, em sẽ lắp cho anh em xem luôn. Đấy đang quay đấy. Đây nhá, anh em lắp cái phần ấy này vào đây này. Đây là cái phần của cái tay nắm này, anh em lắp vào đây. Đấy. Tay nắm là cái phần cái này đây. Nói chung là anh em lắp cái tay nắm đây cho em. Đấy, đây cái phần tay nắm như này. Còn cái con laser đây. Con laser thì anh em lắp nó vào đây. Đấy, lắp nó vào đây. Đây. Anh em nhá. Đó, sau đó thì anh em bật lên lắp pin vào nhá. Cái này là mình chưa có lắp pin đâu. Anh em lắp pin vào đây, con laser đây. Đấy, anh em về anh em lắp pin vào. Đấy, như này là anh em sử dụng thôi. Đấy, anh em còn dây thì đây anh em xoáy cái dây này, xoáy cái đầu này ra này. Đấy, xoáy cái đầu này ra lắp dây vào đây. Lắp dây vào đây anh em nhá. Đó, đây anh em lắp dây vào đây. Và đó anh em vặn cái này vào này. Đó, đây. Hai cái đầu này anh em lắp dây vào. Thì bên mình bán là 250 là một súng này. Đấy, cộng một ná này. Một ná cộng với lại một hai dây cao su. Cộng với lại một túi đạn anh em nhé. Đấy, một túi đạn. Đây, đấy, anh em cứ này. Thì anh em cái laser này thì anh em lắp pin vào nhé. Đấy, lắp pin vào đít này. Đấy, anh em lắp pin vào đây thôi. Đấy, con laser đây mình lắp pin cho anh em xem. Đây, con laser đây. Đấy, anh em lắp pin vào laser này nó. Đấy, anh em phải tháo pin ra. Đấy, nói chung là mình chỉ lắp sơ qua thôi. Còn về anh em sẽ lắp kỹ hơn. Hoặc anh em lên YouTube anh em gõ là được. Cái này nó cũng dễ lắp ấy mà. Đó, nó cũng dễ lắp thôi. Anh em lắp pin vào đây. Con tia laser này nó ăn nhau ở con tia laser này anh em nhá. Đấy, anh em vào con laser này. Thì anh em lắp và bật lên. Đấy, lắp không đúng chiều thì nó không lên. Thì anh em đảo chiều lại nhá. Đó, đảo chiều lại. Lắp xuôi không được thì anh em lắp ngược cho mình là sẽ được không. Đấy, có thể là nó sẽ xuôi hoặc nó ngược tùy theo. Anh em lắp kiểu nào mà nó bật nó lên là được. Đấy. Cái này mình cũng mới cho nên là chưa nắm được. Anh em về anh em lắp là nó sẽ lên thôi. Đấy, sau đó thì như này. Anh em cho bi vào đây. Cho bi vào đây, bi nhựa. Anh em cho vào đây là bắn này. Đấy, anh em bắn chuột, bắn chiếc các kiểu là điều đó luôn. Ok anh em nhé. Đấy, anh em lấy bộ như này là 300 này. Bộ này là 300. Đấy, nếu anh em lấy thêm túi đạn này thì cộng cho mình một túi đạn với 5 cái bộ dây này nữa. Là 50.000 nữa là 250 cộng thêm bộ này nữa là vào 300 anh em nhé. Rồi ok anh em. Được. Đấy, con này nó còn rút ra được như này anh em nhá. Đấy, nó rút ra như này. Xong rồi anh em cho cái đầu dây vào đây này. Cho cái đầu dây vào đây. Đấy. Nói chung là mình cũng không nắm được rõ lắm đâu. Tùy anh em mua về anh em cứ ngâm cứu nhá. Nha rồi dẹt có hết các bác nhá. Lấy một mớ con nó như này. Nói chung là nôm na là rất là đẹp luôn. Đấy, giá bên em đang gửi tới các bác là 150k. Đấy, một mớ vít như này các nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, 150k một mớ này. Đấy, to nhỏ lớn bé dài ngắn đủ cả để cho các bác sử dụng. Đấy. Đấy nhá. Đấy. 2 này, 4 này. Đấy. 6 này, 8 này, 10 các bác nhá. Đó đây. Các bác nhá. Đó, hàng thì vít của nó đều là dòng cao cấp hết luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, to nhỏ lớn bé đây, có cả những cái loại bé như này các bác này. Đây, có cả những cái loại bé như này nữa các bác này. Đấy. Đầu bé như này, đấy. Vít thì chủ chốt là ba khe và vít ấy các bác nhá. Vít ba khe và vít vít dẹt các bác nhá, ba khe mà dẹt thôi chứ không có những cái loại
hoa thị hơi linh tinh đâu. Đấy, tại vì cái hoa thị thiếu linh tinh các bác ít dùng lắm, cho nên là với cái lô kiểu như là ấy là em không nhập nữa. Em chỉ nhập chủ yếu là vít gì thôi, ba khe và dẹt thôi. Đấy, nhưng mà chủ yếu là dòng ba khe thôi, tại vì là cái ba khe thì nó có thể sấy cho dẹt được. Đấy, một mớ của nó thì khoảng như này các bác này. Đấy, khoảng như này. Khoảng chục cái như này các bác nhá, khoảng chục cái như này. 2 này, 4 này, 6 8 10. Đấy, còn trên dưới 10 cái các bác nhá, từ 8 đến 10 cái, 8 đến 10 cái. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em là vít mớ Nhật, bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k một mớ các bác nhá. 150k một mớ như này. Đây. Đấy, đây là cái mớ của nó này. Đây các bác nhá. Đây mớ của nó đây các bác này. Đấy. Mớ của nó đây. Đấy, 150k một mớ như này các bác nhá. Đó. 150k một mớ như này, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là vít mớ Nhật 150k một mớ các bác nhá. Đó. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là vít mớ Nhật bãi các bác nhá. 150k. Một trên một mớ các bác nhá. 150k trên một mớ. Đấy, 150k trên một mớ bao ship luôn. 20.000 một cân các bác nhá. Còn quận đều này là em bán là 10.000 một quận này. Đây. Đấy, quận đều này là 10.000 một quận các bác nhá. Quận thì nói chung là nó cũng có đều nhau, to nhỏ hơn nhau một tí thôi. Đó thì nó cũng đều nhau. Thì các bác mua dùng ít thì mua quận, dùng nhiều thì mua cân. Đấy, nếu mà các bác lấy từ 10 cân trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đấy, từ 10 cân trở lên thì bên em sẽ bao ship. Hàng của nhãn hiệu Denka này. Đấy, made in Japan các bác này. Đó. Hàng rất là chất lượng luôn. Nói chung là băng keo Nhật thì có độ dai, độ dính tốt các bác nhá. Đấy. Mỏng. Đấy, mỏng thì các bác quấn nó sẽ ra, và dai dính tốt thì các bác dùng nó sẽ bền. Đấy các bác nhá. Đấy. Thi thoảng có cả quận của Việt Nam mình nữa các bác nhá. Thì nói chung là băng keo thì nó hàng xô thì nó lẫn lộn. Đấy. Thì các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ. Bên em vẫn đang bán là 80.000 một kg. Và đây, 80.000 một kg và 10.000 một quận các bác nhá. Đó thì hôm nay em về cái lô này khoảng hơn 2 tấn. Thì nó cũng xem như nhau thôi các bác nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé xem như nhau thôi. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cũng như là báo giá rồi chi tiết cho các bác nhá. Đó. Băng keo Nhật. Đó. Hàng rất là đẹp luôn để phục vụ tới quý bác anh chị khắp mọi miền Tổ quốc. Đó. Ngoài ra thì bên em rất là nhiều cái hàng bãi này các bác nhá. Đó, rất là nhiều những hàng bãi này. Thì các bác có nhu cầu về món nào thì có thể liên hệ. Đây bên em đang khui công này các bác này. Đó, đang khui công đây. Rất là nhiều những cái hàng bãi khác nữa này. Đấy. Đấy. Quả cưa khổng lồ đây các bác này. Đấy. Cưa khổng lồ đây. Đấy. Nói chung là rất là nhiều những hàng bãi khác nữa các bác nhá. Các bác có thể liên hệ với hàng bãi này thì liên hệ với chủ shop Đăng Nguyễn đây. Đó. 0916 này. 031125 0965 296 585 các bác nhá. Đó. Để được tư vấn về các cái dòng sản phẩm hàng nghĩa địa Nhật đây các bác nhá. Đó. Số điện thoại của shop Đăng Nguyễn. Còn em là shop Phạm Huấn các bác nhá. Đấy, các bác cần cái hàng bãi này có thể liên hệ.